Năm hai phẩm căng giả thiên, lúc bấy giờ trong pháp hội có một thiên nữ tên là căng giả thiên, từ chỗ ngồi đứng dậy, phủ che vai bên trái, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Phật bạch. Bạch Thế Tôn, con sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, thành thục, hữu tình, nghiêm tịnh, cõi Phật. Cõi Phật mà con cầu như cõi Phật mà hiện nay như lai ứng tránh đẳng giác, vì các đại chúng đã nói đầy đủ tất cả cảnh tướng cõi ấy. Ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này, khi ấy căng giả thiên nói như vậy rồi, liền lấy các thứ hoa vàng, hoa bạc, hoa tươi trên bờ dưới nước các đồ trang nghiêm, và cầm một chiếc thiên y màu vàng cung kính trí thành mà giải trên Phật. Do thần lực của Phật, thiên y bay vọt lên hư không, xoay qua phía bên phải, ở trên đỉnh Phật biến thành đài báu có bốn trụ, bốn góc, theo dẹt trang trí, rất dễ ưa thích. Khi ấy thiên nữ cầm đài báu này, ban cho các hữu tình đều có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ như lai biết thiên nữ kia trí nguyện sâu rộng, liền mỉm cười, thường pháp của chư Phật khi mỉm cười, thì có các thứ hào quang từ miệng phóng ra, nay Phật cũng vậy, từ trong diện môn của Ngài, phóng ra các thứ hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, biếc, tía, lục, chiếu khắp vô lượng, vô biên, vô số thế giới trong mười phương, rồi trở lại cõi này hiện đại thần biến, vòng quanh Phật ba vòng nhập vào đỉnh Phật. Lúc bấy giờ A Nan thấy việc ấy rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Phật Bạch, Bạch Thế Tôn do nhân duyên gì mà ngài mỉm cười, vì chư Phật mỉm cười chẳng phải là không nhân duyên.